con sẽ đính hôn. Tháng trôi đi vui buồn tôi biết chiều. Không đâu anh nha, tôi chết tôi không có làm gì đó đâu anh nha. Không thể để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy con giấc mơ truyền qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi những sáng ngày không đã nở hoa. Tôi không thể làm gì đó. Nếu cô không đồng ý giúp tôi sẽ đổi việc chị Năm. Nhìn sâu ánh mắt dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy con yêu thời gian, mà để thương một con nhỏ bán rau sao? Nhàng, yêu sao như tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan. Cô đã có thai giãn rồi đời hả? Vì thế nên đẹp tuyệt vời. Anh là đứa tôi dám làm mà không dám chịu hả? Anh lấy quyền gì mà xúc phạm tôi? Sao cô dám đánh tôi? Chẳng những tôi đánh anh, giết chết anh nữa kìa. Em nói gì hay rồi? Em yêu kiếm tiền mà dễ không chưa? Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và người những khi bên người ngày là mất chẳng cuộc đời tôi toan nữa. Mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Một bản hợp đồng. Tại sao anh không ghi rõ thời hạn là bao lâu? Đến khi nào tôi cảm thấy có thể chấm dứt được. Bộ cô không muốn kiếm tiền từ tôi sao? Anh không được động vào người tôi bất cứ lúc nào. Nếu vi phạm, hợp đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nhìn lại mình đi, con dịch xấu xí. Dịch con xấu xí cũng có ngày trở thành thiên nga xinh đẹp vậy. Ai dám đảm bảo với tôi là anh không lật lọng như hôm bữa hổm? Dịch thay thiên nga đối với tôi cũng như vậy thôi. Tên tôi đi. Hay là anh có vấn đề về... Nè. Tôi cấm cô suy nghĩ bậy bạ nghe. Tôi chỉ suy nghĩ theo cái lối thông thường thôi. Nếu cô nghi ngờ thì để tôi chứng minh cho cô thấy. Không còn. Bây giờ anh có định ghi thêm vô không? Tôi nghĩ điều này hơi thừa đối với tôi. Ở đây, khoan đã. Được rồi, thêm thì thêm, có gì khó. Điều kiện thứ hai là số tiền viện phí mà anh trả cho má tôi á, thì từ từ tôi sẽ trả lại cho anh. Còn bây giờ anh ứng trước cho tôi một tháng lương. Điều đó không thành vấn đề. Chừng nào thì có thể bắt đầu bản hợp đồng? Tôi sẽ báo lại cho anh sau. Khoan đã, để tôi đưa cô về. Không cần, tôi đi xe ôm về. Chỉ mãi mê ghen đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày buồn rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Sao không thấy chiếc xe ôm nào vậy trời? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên xe đi vợ yêu, kẻo cảm nắng lại ảnh hưởng đến đứa con trong bụng bây giờ. Nè, anh đừng có mà giỡn quá trớn nữa nha. Nè, lên xe đi mà. Mời. Chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Nghe cái gì vậy không biết nữa. Điếc tai quá. Anh làm ơn tắt nhạc giùm được không? Cảm xúc. Tôi không thể tiêu hóa được cái loại nhạc này luôn á. Con phải tập làm quen dần với sở thích của chồng mình đi chứ. Nè, tôi chưa ký vô cái bản hợp đồng nên có thể thay đổi đó. Nhạc này mới hợp cho thai nhi chứ. Anh phải học cách chiều vợ mình đi ha. Nữa trong hợp đồng, bất cứ khi nào anh chở tôi bằng chiếc xe này không được chạy quá 40 km/h. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thì xóa sổ hai chữ hợp đồng. Biết chưa? Coi như lần này tôi nhường cô đó. Bây giờ đi theo tôi. Đi đâu? Dạ chào anh. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Giúp cô mở rộng tầm mắt. Cảm ơn. Bây giờ tôi muốn về nhà. Khoan đã, cô chưa xong việc ở đây đâu. Việc gì nữa? Qua đây. Em ơi, lấy tôi bộ này. Dạ. Cô vào thử đi. Tại sao tôi phải thử? Cô định mặc như vậy tới gặp nội tôi hả? Thử đi. Thử đi. Anh cười gì? Thôi cô nhanh lên đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Đi làm xa hả con? Má, má cứ yên tâm đi, công ty của con làm là công ty nước ngoài lớn lắm. Còn má nữa, còn yếu lắm, má ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Uống nước đi má. Thank you.
Má nằm nghỉ nha má. Trang nè. Dạ. Đi làm xa gia đình con phải nhớ giữ gìn bản thân nữa nha. Thôi để má ngồi dạ. Lát má ngủ nha. Ủa má ăn cơm rồi hả chị hai? Ừ. Chị mới gì cho má uống thuốc. Chắc má đi đường á, má mệt. Ừ. Chị hai, chị sao vậy? Ừ. Chị đâu có sao. Không có sao, sao mà chị buồn muốn khóc vậy? Tại chị thương má. Hay là chị hai giấu em chuyện gì phải không? Chị nghe thiệt đi, hay là có anh nào lường gạt tình cảm của chị phải không? Thầm bậy nè. Điên quá. Chị mới vừa kiếm được việc làm, thu nhập cũng khá. Đủ tiền để mua thuốc thang cho má với lại cho em đi học. Nhưng mà phải đi làm xa má với em. Nhưng mà nếu như vậy thì chị phải vui lên chứ. Sao mặt chị buồn so vậy? Nhưng mà chị làm gì? Chị làm dâu. Không phải trái dâu ở Đà Lạt mình á. Chị làm cho một công ty chế biến dâu xuất khẩu. Chị làm quản lý nông trại cho người ta. Nếu vậy chị phải vui lên chứ. Chị không được ở bên cạnh má với em nữa. Sao vậy? Em khùng quá. Thì chị đi làm xa chứ sao. Chị lo cho má lắm. Em nữa. Sao rồi tụi con? Dì Năm. Nè mấy đứa, má tụi bay sao rồi? Dì Năm qua chơi má còn nằm trong phòng á. Sao mặt mày buồn dữ vậy? Nè, má con ăn uống gì chưa? Má con mới ăn cháo rồi ngủ thiếp đi đó. Ừ. Dì thấy má bay khá lên nhiều rồi đó. Bay yên tâm đi làm đi. Dạ. Dì Năm, chị hai con sắp đi làm xa rồi đó. Làm cho công ty nước ngoài gì đó, tiền nhiều lắm á. Đúng rồi đúng rồi, đi làm cho công ty nước ngoài á tiền nhiều lắm ha. Ủa gì vậy, sao mặt buồn hiu vậy? Nhưng mà con không muốn chị hai làm xa đâu. Chị hai làm xa rồi không ai đấu khẩu con hết á. Trời đất ơi ông ơi, ông lớn rồi, ông cứ đeo bám chị của ông hoài làm sao nó đi làm ăn nổi. Cái mặt mà như đưa đám gì à. Nhưng mà con có thể kiếm tiền phụ chị hai mà, con không thích chị hai đi xa vậy đâu. Nè bây giờ á, cái việc của cậu á là cậu phải học hành cho thành tài để chăm sóc cho má nữa.
Bệnh của má tụi bay á là bệnh cả đời, chứ không phải một ngày một bữa đâu. Bây giờ chị hai mày á đã kiếm đủ tiền rồi thì con phải ráng học hành để đừng phụ công của chị hai, hiểu chưa? Dạ. Thôi chết rồi, dì về ghen. Dạ. Dì đi ghen. Dì Năm về. Dì về. Nè, em cầm tiền mà xài, có gì cứ gọi cho dì Năm. Cầm đi. Đi. Em không có lấy đâu, chị cứ giữ đi, em tự lo cho mình được mà. Đừng có lo cho chị, bây giờ lương chị cao lắm. Hay là chị để dành mua cho em chiếc xe gắn máy ha. Thôi em không có chịu đâu, em thích đi xe đạp hơn à. Đi xe đạp nó khỏe. Còn phải chở bạn gái nữa chứ. Nhưng mà đi xe đạp chở bạn gái nó mới lãng mạn. Chị ăn cơm đi. Em ăn đi. Con chào nội, con chào ba. Dạ. Hôm nay giám đốc Trẻ mới có thời gian ăn sáng ở nhà đó nghe. Kìa ba, con không thích ba gọi vậy đâu. À, điều này chắc nội có tin vui quá. Dạ con mời cậu uống sữa. Sao nội nhìn con dữ vậy? Nội chờ câu trả lời của con đó. Hành Trang đồng ý về nhà mình rồi. Vậy hả? Dạ. Ôi, chừng nào nó về? Chắc cũng chỉ nay mai thôi. Vậy là má thỏa mãn rồi nha. À, nhưng mà Hành Trang về thì sẽ ở phòng nào hả nội? Ôi cái thằng, thì ở phòng con chứ ở phòng nào nữa. Nhưng mà nhà mình có nhiều phòng lắm mà. À, hay là cho Hành Trang ở phòng sen được không? Hả? Dạ, dạ được á. Nhưng mà không có được cậu ơi. Sao không được?
con á, tối con ngủ á, con hay ngái lắm. Rồi con đạp tùm lum hết à, đỡ mà con đạp trúng. Trời ơi, làm sao mà em đẻ ra, em đền cho cậu kịp. Không có được, không có được đâu cậu ơi. Bà thầy nó nói đúng á. Người bầu bì như Hạnh Trang làm sao mà ở chung với nhỏ này được. Cái thằng này, dù sao hai đứa cũng đã còn ngại ngùng gì nữa. Hơn nữa nội con cũng đã chấp nhận Hành Trang về đây, có nghĩa là nội và ba đã chấp nhận rồi. Tất nhiên nội và ba con sẽ có trách nhiệm thưa lại với dòng tộc họ hàng. Nhưng về phía con á, con cũng phải có trách nhiệm với cái thai. Phụ nữ mang thai rất cần sự chăm sóc, nhất là đêm hôm khuya khoắt, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Hơn nữa theo nội tìm hiểu á, trong thời gian đứa bé hình thành thì nó rất cần sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Con biết không, người ta nói là hằng ngày cha mẹ phải nói chuyện với nó, phải tâm tình, thậm chí còn cho nó nghe nhạc nữa. Đó, con thấy không? Thì phải như thế thì đứa trẻ sinh ra thể chất nó mới tốt được. Mà nội muốn chắc của nội sinh ra phải khỏe mạnh, thông minh. Con có hiểu không? Thôi, má cứ ăn nha, con lên chuẩn bị đi làm. À, con đi đi. Bà đi nghe con. Bà đi. Chắc lát nữa nội sẽ phải đi sắm ít đồ. À, Tuấn Anh à, nội cần phải gặp người đỡ đầu của con nhỏ. Ăn từ từ thôi. Con sao không? Con không sao. Nhưng mà gặp làm chi vậy nội? Để cô ấy tự tới đây là được rồi. Hay, vậy đâu có được. Tụi bay trẻ con, tiền trảm hậu tấu, nói vậy mà nghe được à? Người lớn cũng phải đứng ra để nói chuyện vài câu chứ. Nhưng mà có nhất thiết phải như vậy không nội? Nội chỉ muốn Hạnh Trang và người đỡ đầu của nó hiểu rằng gia đình mình chấp nhận Hạnh Trang chỉ vì đứa nhỏ thôi. Thôi, xin phép con đi làm nha. Kìa, con đã ăn đâu? Mọi người phải ghi nhớ, lý lịch của Hạnh Trang là trẻ mồ côi đang sinh sống tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Buổi sáng đi bỏ rau, thời gian còn lại chăm sóc các em nhỏ. Nhưng mà tôi không hiểu. Trời ơi, đó là đề phòng trường hợp. Nội tôi có hỏi về cuộc sống của hai người, cho nên chúng ta phải thống nhất như vậy. Hạnh Trang nè, má con mà biết được mình bịa đặt chuyện này chắc chết quá. Cả ba chúng ta không ai nói ra thì làm sao ai biết được. Phải nhớ, dì và Hạnh Trang đáng phối hợp với nhau cho tốt. Có thể nội tôi sẽ hỏi nhiều đó. Nhà đi gì nữa? Nhà to quá, gì nữa? Giờ sao đây? Vô luôn chứ sao vậy?
vậy nè. Mà sao giám đốc không nói cho mình biết? Giám đốc này thiệt là. Phần lễ đã xong, xin mời các ông các bà uống nước. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, mời bác. Cô là người đỡ đầu và nuôi nấng hành trang. Dạ phải. Dạ thưa bà, hành trang thiệt thòi từ lúc nhỏ. Con nhỏ luôn chăm chỉ và hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em trong cô nhi viện. Hằng ngày mấy em làm giỏi, chiều nay cô có quà nha. Đây đây, mấy đứa qua đây, chúng con làm cho mấy đứa đây. Đây, nè, từ từ, ai cũng có phần thôi. Đây, đây, cầm lấy. Nè, con nè. Đây, từ từ, đừng chen lấn, ai cũng có phần hết. Nè, của con đây. Đây, nè, con cầm lấy. Đây, còn một cái cuối cùng. Đây, rồi, các con đi chơi đi. Quà của em đâu? Em nhắm mắt lại đi. Rồi. Dạ, thưa bà. Nội không ngờ các con quen nhau trong một hoàn cảnh lãng mạn như vậy. Chắc cô đã biết chuyện của tụi nhỏ. Dạ. Thưa các ông bà, như các ông bà đã biết, hai cháu nó tiền trảm hậu tấu, đã ảnh hưởng rất lớn tới gia phong của gia đình chúng tôi, cũng như dòng tộc ta. Việc này không thể bỏ qua. Nhưng tôi nghĩ gia giáo cũng không đồng nghĩa với việc từ chối đứa trẻ. Vì vậy gia đình chúng tôi chấp nhận cho đứa trẻ như một thành viên trong gia đình, và để cho cháu hưởng tất cả những quyền lợi mà cháu đáng được hưởng. Tôi nghĩ vậy cũng phải đó. Tôi nói vậy chắc cô hiểu ý tôi chứ? Dạ. Dạ cảm ơn bà. Nhưng tôi cũng phải nói ngay, chúng tôi đưa Hạnh Trang về nhà ở là để tiện cho việc chăm sóc. Nhưng nếu Hạnh Trang tỏ ra không xứng đáng thì sẽ bị tước quyền làm mẹ ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra đời. Và gia đình chúng tôi có đầy đủ điều kiện để làm việc đó. Vì thế cho nên tôi mong rằng các ông bà và cả cô Năm thống nhất quan điểm này. Chúng tôi cũng đồng ý trong quan điểm này á. Dạ. Đúng vậy đó. Mời các ông các bà uống nước. Dạ. Dạ con mời bác. Xin mời. Con mua bộ váy này đó. Dạ. Con mua cho cô ấy. Phụ nữ có thai không nên mặc quần áo chật như vậy. Dạ. Con sẽ rút kinh nghiệm thưa nội. Dạ. Dạ thưa bà, Hạnh Trang nó còn khờ lắm, chắc làm phiền bà phải chỉ dạy cho nó thật nhiều. Nếu cháu nó còn làm điều gì sai, xin bà bỏ qua cho. Đây là chúc lễ của gia đình chúng tôi. Dạ,
Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cô Năm cứ nhận đi, đây là lòng thành của gia đình. Cô nhận đi, cho chắc của tôi được suôn sẻ. Dạ, xin cảm ơn bà. Dạ thưa bà, có lẽ mọi việc đã xong. Xin phép các ông các bà, tôi về. Để con đưa dì Năm về. Dạ thôi khỏi giám đốc, tôi về được rồi. À, con cũng có công việc, phải ghé nhà hàng mà. Xin phép nội, xin phép ba, xin phép các ông bà. Dạ xin phép. Dạ, dạ, dạ. Sen. Dạ. Đưa quà ra xe dạ. Con. Dạ. Bỗng chớp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe anh Trang phúc như về đây. Con tính đi đâu vậy? Dạ xin phép nội cho con tỷ gì Năm về. Sẽ hay sao trên trời mà nào có biết rằng dạ. Hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày sẽ lá vàng. Dì Năm, yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế. Ở lại cẩn thận nha con. Nhưng con sợ lắm dì Năm, lỡ cởi lên lưng cọp rồi thì con phải ráng thôi. Dì tin vào tài ứng biến của con mà. Nhưng mà ráng nha con. Sao trên trời mà nào có dạ. Biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều đi thôi dì Năm. Dạ mà tôi tìm gì đi nha. Dạ nè, anh tính để tôi ở một mình hả? Nội tôi khó tính lắm đó. Cô nên nhớ cái này cũng có trong điều khoản của hợp đồng đó. Chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Nè, ăn đi. Nè, qua đây ăn nè. 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 Chị để tôi làm cho. Ý, cô đừng có làm vậy. Tôi làm cho đỡ buồn á mà. Dạ thôi, đây là công việc của em. Bà mà thấy á, là không có tốt đâu. Hạnh Trang, không vô, còn đứng đó làm gì nữa? Không nghĩ đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ đến đứa trẻ chứ. Dạ. Các ơi, nhà mình có một thành viên mới nè. Nói đi, nói tên đi. Hạnh Trang, Hạnh Trang. Nói đi ké, mẹ lên. Sáng xấu xí. Hạnh Trang. Sáng xấu xí. Nói đi. Sáng xấu xí. Nói cái gì vậy? Ừ, về cái phần chuyển khoản hả bác? Dạ, em muốn gửi dạ. Tiền. Ờ, em ơi, tôi muốn gửi tiền. Chào cô. Làm ơn cho tôi gặp giám đốc. Xin lỗi, ông có hẹn trước chưa? Có, tôi tên là Nam. Dạ, xin ông vui lòng đợi một lát ạ. Em nhớ ghi địa chỉ rõ. Dạ, thưa giám đốc, có ông Nam muốn gặp ạ. Được rồi, mời ông ấy lên phòng tôi. Dạ. Cái này em ở quầy số 2. Mời vào. Xin chào. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. Tôi vừa mới ký xong, anh xem qua. Dạ.
anh thấy có gì cần điều chỉnh không? Dạ không, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh dùng trà đi, cũng là chỗ quen biết cả thôi mà. Anh biết không, làm ăn á, hơn nhau là thời cơ. Nhiều khi á, món ngon bày trước mặt mà không có tiền thì đành chịu. Anh cầm hồ sơ này xuống tầng 1, họ sẽ làm thủ tục cho anh vay vốn. Vậy nha. Cảm ơn anh nhiều. Hẹn gặp lại anh sau. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi mong sang ngày hoàn sinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhưng đang trôi hơi, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc nên nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Đây, mời vào. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi sang ngày hoàn sinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có là những điều mẹ má, má thấy sao? Mà mẹ mềm ái quá. Má ước gì má nằm ở đây cả đời cũng được. Má nằm đi. Trời. Phút đến nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười, và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên con bóp tay cho má nha. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay trước con nằm với má nha. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, má mà nào có biết rằng má sẽ mau hết bệnh thôi mà. Bên mình là những điều nhói nhói từng ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la. Thank you.
còn làm gì ở trong phòng của tôi vậy? Bộ anh tưởng tôi muốn lắm hả? Nội của anh nói á là tôi có bầu, phải để cho cha của đứa trẻ chăm sóc cho nó kỹ càng. Nảy sinh vấn đề đây. Bình thường con ngang bướng lắm mà, con có nghe là ai bao giờ đâu. Anh mặc đồ vào đi, nói chuyện như vậy không có tiện đâu. Anh đừng làm như vậy. Chúng ta nói chuyện, có gì đâu. Nói chuyện mà trong lúc anh như thế này hả? Mặc đồ vô. Ai bắt cô nhìn mà ngại chứ. Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc gì là quyền của tôi. Không muốn thì nhắm mắt lại. Cô nhìn gì vậy? Anh cho tôi nhìn thoải mái mà, không có gì đặc biệt hết. Nhưng tôi có những nguyên tắc riêng của mình. Nếu anh không tôn trọng tôi sẽ không làm nữa. Hợp đồng chấm dứt tại đây. Dừng lại. Có chuyện gì nữa? Hợp đồng vẫn được duy trì. Tôi mặc vào đây. Vậy thì được. Chừng nào mặc xong thì kêu tôi. Xong rồi. Ngồi nói chuyện ở đây mới nghiêm chỉnh. Cô nói đi, tại sao lại ở trong phòng của tôi? Bà nội nói hai vợ chồng không có lý gì phải ở hai phòng khác nhau hết. Với lại tôi đang có bầu, anh là cha đứa bé, anh phải chăm sóc tôi. Trời ơi, lại nảy sinh vấn đề rồi đây. Nè, anh tính lẹ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nè, trời ơi, mai mốt cô ngáp á, cô che cái miệng lại. Con gái phải giữ ý một chút chứ. Thôi được rồi. Đây. Ừ. Con ngủ tạm trên ghế đó đi. Hả? Ngày mai rồi tính tiếp. Dạ con mời nội. Đúng anh sao lâu vậy? Dạ anh đang tắm đó nội. Anh Trang. Anh từ từ thôi. Anh tìm thấy số lượng lớn như vậy, ở Hải Quan phát hiện mình phải mất trắng anh. Anh yên tâm đi, em đã nói với họ đây là đoàn nghiên cứu động vật quý hiếm chứ không phải là đi buôn lậu. Anh thấy tôi đẹp hơn. Cô làm cái trò gì vậy? Để cô hại đó. Một cái đường anh.